Tới nay thì học sinh đã nghỉ tròn 2 Vâng. tháng cho dịch, ngoại trừ khoảng 3 tuần đầu mới nghỉ học, chưa biết tình hình diễn biến như thế nào. Còn sau đó thì rất nhiều trường trên toàn quốc đã đồng loạt tổ chức dạy học trực tuyến. Chắc hẳn là anh cũng theo dõi việc học trực tuyến của con mình. Tôi không chỉ có theo dõi đâu, tôi cũng là một cái giảng viên cũng cần phải cung cấp những cái bài học giảng trực tuyến cho sinh viên nữa. Thế trong cái thời gian qua là đã áp dụng rất là nhiều hình thức, kể cả là dạy trực tuyến trực tiếp trên các cái ứng dụng như Zoom hay là Microsoft Team. Nhưng mà ngoài ra thì cũng còn chuẩn bị các cái bài giảng trực tuyến ở trên các hệ thống quản lý lớp học trực tuyến cho học sinh. Tôi nghĩ rằng đây là một cái xu hướng của thế giới rồi, và cái biện pháp mà dạy học trực tuyến trong thời gian qua là phù hợp với cái tình hình là phòng chống và ngăn ngừa lây lan cái dịch bệnh. Vâng, vào lúc này khi mà học sinh bắt đầu đi học trở lại thì đúng là cái lúc mà chúng ta có thể nhìn nhận lại những gì mà phương thức dạy học trực tuyến đã mang lại cho giáo dục trong thời gian qua. Đồng thời chúng ta cũng có thể phân tích những bài học nhằm đảm bảo quãng thời gian vừa qua không trở nên vô nghĩa mà sẽ có giá trị tích cực cho đổi mới giáo dục tới đây. Anh Nam ạ, anh có cho rằng hiệu quả quan trọng nhất mà hình thức dạy học này mang lại cho con em chúng ta trong cái thời gian vừa rồi đó là gì ạ? Tôi thấy cái điều quan trọng nhất đấy là học trực tuyến ý, thì mang lại cho con em chúng ta ở thời gian qua đấy là kỹ năng mà các con phải tự học, rồi là lập kế hoạch và quản lý thời gian của bản thân, biết tìm kiếm và đánh giá các cái thông tin, rồi là biết hợp tác để mà thực hiện các cái bài tập trao đổi nhóm mà giáo viên giao cho. Các con cũng biết cả sử dụng công nghệ thông tin đã để làm các cái báo cáo mà báo cáo trực tuyến với cả thầy cô. Thì những cái năng lực này đều hướng đến hình thành 5 cái kỹ năng mà UNESCO đã khuyến cáo cho công dân thế kỷ 21, 5 chữ C đấy là sáng tạo này, giao tiếp này, hợp tác này, tư duy phản biện và tư duy về máy tính. Đấy, nó cũng giúp cho giáo viên là sẽ đổi mới phương pháp giảng dạy và phương pháp đánh giá để hướng đến cái năng lực của người học. Và đây là một cái cơ hội lớn để chúng ta có thể là chuyển đổi số trong giáo dục và hướng đến là giáo dục thông minh. Vâng, ở những cái vùng thuận lợi ạ thì việc triển khai dạy học trực tuyến bắt đầu sớm hơn, nhưng mà ở những vùng nông thôn này hay là những vùng khó khăn, dạy học trực tuyến phải vượt qua nhiều thách thức, việc triển khai vì vậy thì cũng chậm hơn. Ở những vùng này thì không chỉ là hạn chế về công nghệ, kết nối internet không đồng bộ mà còn là điều kiện ăn ở này, cơ sở vật chất của gia đình học sinh kéo theo nhiều khó khăn trong sắp xếp thời gian dạy và học. Tuy nhiên, với tinh thần vượt khó và sáng tạo thì nhiều trường học đang có những cách làm hay để học trực tuyến thực sự hiệu quả cho học trò. Phóng sự do các phóng viên Sống Mới thực hiện tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Tiếng trống trường đã điểm, đến giờ vào lớp. Dù không có học sinh nhưng tiết học vẫn diễn ra bình thường. Cô Lan đang dạy trực tuyến cho hơn 40 em học sinh. Công việc nặng nề hơn nhiều lần những buổi lên lớp trước đây. Qua trực tuyến này thì cái thời gian tiết học nó không chỉ 45 phút mà có thể tiết học nó kéo dài đến 1 tiếng. Thì tôi có thể là gọi nhiều sinh phát biểu để cho các em tập trung. Cho nên có nhiều tiết học là tôi sẽ phải vào bằng hai thiết bị ấy, có thể là vào bằng và cả máy tính cả điện thoại. Và điện thoại là có thể là share bài của học sinh ạ. Dạy trực tuyến nên 100% là giáo án điện tử. Thêm một áp lực nữa đặt lên vai các giáo viên. Những ngày này, sáng tạo đã không còn là của riêng chuyện học, mà cả trong chuyện dạy. Đưa một cái tiết dạy thành bài giảng trực tuyến thì chúng tôi mất nhiều công sức hơn. Ấy. Ví dụ chẳng hạn như đối với môn vật lý của tôi, có những cái phần là thí nghiệm thì tôi phải tìm hiểu. Có thể là tôi sẽ tải một vài cái thí nghiệm ở trên YouTube mà trong nội dung liên quan nội dung bài học để trình chiếu cho các em. Thế từ cái nội dung thí nghiệm đấy thì mới xây dựng được cái kiến thức trong bài học. Do đặc thù là phần đông dân cư sinh sống trên địa bàn xã Phú Thịnh đều là công nhân làm việc trong các khu công nghiệp. Các em học sinh sẽ thường phải chờ đến tối khi mà bố mẹ đi làm về thì mới có điện thoại này, máy tính hay là phương tiện để vào học trực tuyến. Và cũng vì vậy mà các thầy cô giáo ở trường tiểu học và trung học cơ sở xã Phú Thịnh ở huyện Yên Bình của tỉnh Yên Bái cũng phải thay đổi theo. Đó là phải chuyển sang hầu hết các giờ dạy trực tuyến đều phải dạy vào buổi tối. Nếu như mà cùng một thời gian thì không thể nào mà có đủ để các em cùng học được. Nên là giáo viên cũng phải chia cái thời gian đấy ra. Lúc 7 giờ đến 8 giờ là dạy lớp 6. Từ 8 giờ đến 9 giờ thì lại dạy của lớp khác. Nên là giáo viên cũng rất là khó khăn. Chúng tôi sẽ có cái tập huấn sâu cho các cái giáo viên về cái sử dụng khai thác một cách tối đa và hiệu quả các cái tính năng của các cái phần mềm dạy học. Cái thứ hai là hướng dẫn giáo viên các cái quy trình chuẩn bị nội dung bài dạy để đảm bảo cái dạy trực tuyến thực sự là có hiệu quả. Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái còn triển khai cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn được mượn máy tính bảng và lựa chọn phần mềm tối ưu nhất cho giảng dạy trực tuyến. Với hiệu quả thực chất của dạy trực tuyến, nhiều trường dù đã cho học sinh lớp 9 đi học trở lại
nhưng vẫn duy trì dạy trực tuyến xen kẽ nhằm đảm bảo kiến thức tốt nhất cho học sinh. Vâng, đó là những chia sẻ của các giáo viên ở huyện vùng cao thuộc tỉnh Yên Bái. Câu hỏi đặt ra là có phải chỉ các giáo viên ở các vùng không thuận lợi, chưa có đầy đủ điều kiện về kinh tế và công nghệ hay là nguồn học liệu mới gặp khó khăn khi dạy học trực tuyến hay không? Câu trả lời là không. Ngay kể cả ở những cái nơi mà có điều kiện phát triển thì các giáo viên cũng phải trải qua cái giai đoạn khó khăn khi thích ứng với một phương thức dạy học hoàn toàn mới mẻ với số lượng và học sinh đông đảo như vừa rồi. Vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với trường quốc tế Việt Nam Phần Lan để tìm hiểu xem các giáo viên đến từ một quốc gia có nền giáo dục hàng đầu thế giới như Phần Lan đã triển khai việc dạy học trực tuyến như thế nào trong thời gian nghỉ học do dịch bệnh vừa rồi, khi mà chính các thầy cô cũng lần đầu trải nghiệm hình thức dạy học này. Giờ học thể dục, chỉ có mình thầy giáo trên sân tập. Bài tập mẫu được gửi cho các học sinh để các em tự thực hành, rồi gửi lại bài tập đã hoàn thành dưới hình thức các video. Thiết kế của bài học cần phải thật đơn giản, dễ hiểu để học sinh học, vì rất nhiều nội dung các em cần thực hiện tại nhà. Đồng thời chúng tôi duy trì việc hỗ trợ nhiều nhất có thể. Thời gian đầu cũng hơi khó khăn cho cả học sinh và phụ huynh vì phải hỗ trợ nhiều. Nhưng về sau thì các em có thể tự thực hiện. Vài tuần sau đó là các em thuần thục trong bài học và biết sử dụng nhiều phần mềm khác. Học sinh và giáo viên cũng gặp nhau trực tuyến từng ngày trong tuần để thảo luận các nội dung bài học và tương tác với bạn bè. Một giờ học vẽ, tuy theo hình thức trực tuyến nhưng vẫn giàu tính tương tác giữa học sinh với cô giáo và với cả thiên nhiên. Bài tập hôm nay chỉ sử dụng nước thôi và học trò chỉ cần dùng các ngón tay, không cần cọ gì cả. Học sinh có thể ra ngoài nắng và thực hiện trên vỉa hè. Tôi muốn giới thiệu với các em triết lý về những cảm nhận trong cuộc sống. Mọi thứ đều sẽ trôi qua, kể cả điều xấu hay là điều tốt. Ngày nay chúng ta nói về corona thì đây là một ví dụ dễ thấy nhất về những gì xảy ra rồi cũng sẽ tan biến. Nhiều hình thức tổ chức dạy học trực tuyến được áp dụng. Từ tương tác cả lớp đến nhóm nhỏ, giáo viên sẵn lòng dạy từng học sinh hoặc nhóm 1 đến 2 học sinh chưa theo kịp bài. Đội ngũ giáo viên không ngừng tìm tòi công nghệ dạy học và những phương pháp giáo dục phù hợp với hình thức trực tuyến. Các cuộc họp vẫn được tổ chức hàng tuần để trao đổi chuyên môn và cải tiến bài giảng trực tuyến. Tôi rất tự hào về đội ngũ giáo viên vì giáo viên đã rất nhanh chóng thích nghi với những công nghệ mới. Họ chia sẻ những kiến thức mới và bổ ích cho nhau. Mọi người đều cảm nhận rất rõ cảm giác gắn kết với đồng nghiệp. Họ chia sẻ cho nhau cách dạy trực tuyến hiệu quả nhất vì học trực tuyến rất khác biệt với cách học truyền thống. Ý thức tự học của các con cũng nâng lên rất là cao. Và qua cái này thì các con cũng đã tiếp cận được cái vấn đề là học online, tương tác với thầy cô rất là tốt. Chia lớp nhỏ ra, đánh giá các con là dựa trên cái việc là các con tham gia đúng giờ, các con có nộp bài cho cô, rồi khi mà học online thì có phát biểu ý kiến. Ngoài kiến thức, những ngày qua, học sinh được rèn luyện thêm nhiều kỹ năng như tự quản lý thời gian, tìm kiếm thông tin, tự giải quyết các vấn đề học tập. Điều quan trọng nhất, các em hiểu, dù trong hoàn cảnh khó khăn, vẫn có các thầy cô ở bên đồng hành và giúp đỡ các em vượt qua. Điều đó khiến những ngày nghỉ dịch ở nhà trở nên có ý nghĩa và nuôi dưỡng tình yêu trường lớp để các em sẵn sàng đi học trở lại sau những ngày dài nghỉ học. Vâng, như vậy có thể thấy là để giảng dạy tốt thì người giáo viên cần có kiến thức và kỹ năng ở cả 3 lĩnh vực, đấy là kiến thức chuyên môn sâu, kiến thức kỹ năng về công nghệ và kiến thức kỹ năng về sư phạm. Mới đây thì một cuộc hội thảo trực tuyến về hình thức dạy học này đã được Trường Quốc tế Liên Hợp Quốc UNIS ở Hà Nội tổ chức, thu hút sự tham gia của nhiều diễn giả trên thế giới và gần 1.000 giảng viên, giáo viên ở các nước tham gia. Nhiều kinh nghiệm về dạy học trực tuyến đã được chia sẻ tại hội thảo này. Vâng, câu hỏi đặt ra là vậy một trường học có thể bắt đầu từ đâu để có thể dạy học trực tuyến cho hiệu quả? Công nghệ rõ ràng là một cái yếu tố quan trọng và là điều kiện cơ bản để triển khai công việc này. Nhưng theo các chuyên gia và các nhà giáo dục học, với sự sẵn có của các phần mềm trực tuyến thì việc chọn lựa phần mềm phù hợp cũng không quá khó khăn. Vâng, đúng vậy, công nghệ chỉ là phương tiện thôi, còn vấn đề chính ở đây cần tập trung giải quyết đấy là khía cạnh người thầy, con người ở khía cạnh chuyên môn và khía cạnh phương pháp sư phạm. UNIS là một trường quốc tế với hơn 1.000 học sinh đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Mặc dù môi trường đào tạo mang tính quốc tế cao như vậy, nhưng đây cũng là lần đầu tiên trường này trải qua việc dạy học trực tuyến trong một thời gian dài với quy mô học sinh lớn như vậy. Quả thật là mọi việc diễn ra rất nhanh. Chúng tôi không có nhiều thời gian chuẩn bị. Vì vậy chúng tôi tập hợp toàn bộ giáo viên đến trường và chúng tôi dành một ngày để tập trung thảo luận, tìm kiếm giải pháp dạy học trực tuyến phù hợp, nền tảng công nghệ nào sẽ được sử dụng, những kỳ vọng đối với học sinh và giáo viên trong phương pháp dạy mới này. Lựa chọn công nghệ phù hợp là việc có thể sớm đưa ra quyết định. Nhưng một trong những khó khăn chính mà giáo viên gặp phải là vấn đề phương pháp dạy học. Một trong những điểm yếu của việc học trực tuyến là sự tương tác. Khi giáo viên ở trong một lớp học, họ có thể tương tác với học sinh qua những biểu hiện về tính cách, hành động hay cử chỉ. Nhưng trong một lớp học trực tuyến thì mọi chuyện không diễn ra như vậy. Một điều mà chúng tôi đã làm đó là yêu cầu giáo viên soạn giáo án theo nhóm. Do vậy, không phải giáo án của ai người ấy soạn, mà cả nhóm giáo viên theo khối lớp, bộ môn sẽ cùng nhau soạn giáo án để họ có thể trao đổi ý tưởng và đưa ra một giáo án chất lượng. Họ cũng có thể giúp đỡ nhau bằng các kỹ năng mà có thể có ở người này nhưng lại không có ở người kia. Chúng tôi cố gắng xây dựng đội ngũ giáo viên dựa trên thế mạnh và kỹ năng của họ. 10 năm dạy ở trường này, nhưng cô giáo Đinh Thị Lê chưa từng trải qua quãng thời gian dài dạy học trực tuyến như vậy. Để bài giảng vừa đảm bảo nội dung kiến thức mà vẫn hấp dẫn được học sinh là một thử thách lớn. Giáo viên vẫn dạy theo cách truyền thống ở 1-2 tuần đầu tiên thì chúng tôi cũng vẫn rất là bỡ ngỡ. Và khi mà các con tương tác với các con thì có thể là các con sẽ cảm thấy rất là nhàm chán. Thế nhưng mà với những cái bài giảng sau thì có những cái bài giảng mà khi tôi thiết kế cả một chuỗi hoạt động thì các con cảm thấy hào hứng hơn rất nhiều. Và có những cái buổi học mà lôi cuốn được các bạn và các bạn gần như là không chú ý đến thời gian. Đối với cô Emma Hamilton, giáo viên mỹ thuật, việc lựa chọn nội dung bài học rất quan trọng để phù hợp với việc dạy học từ xa, nhất là cho lứa tuổi nhỏ như bậc mầm non. Thực sự, thời gian qua là một trải nghiệm đáng nhớ. Trước đây trên lớp tôi không có nhiều tương tác với một vài học sinh vì chúng chỉ tới lớp của tôi 2 lần một tuần. Thì nay, thông qua học trực tuyến, tôi có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với các em và hiểu chúng hơn. Nhận biết được điều này, có thể tôi sẽ thay đổi giáo án một chút hoặc thay đổi cách nhìn nhận của tôi với tất cả học sinh tôi dạy. Tôi đã làm rất nhiều video dạy học từ xa dành cho những đối tượng học ngay tại nước Mỹ, mà họ ở những vùng thậm chí không có Internet và cũng chẳng có học liệu. Chúng tôi đã sáng tạo học liệu từ kẹp giấy, của giấy vệ sinh hay lon thiếc, những thứ sẵn có trong ngôi nhà của trẻ. Trẻ thực sự hứng thú khi tham gia hoạt động. Tôi chắc chắn rằng có rất nhiều nguồn tài nguyên tiềm ẩn trong bất kỳ môi trường nào và nhiệm vụ của giáo viên là tìm kiếm chúng. Và một điều quan trọng khác chị Thanh ạ, là với cái hình thức dạy học trực tuyến như thế này, phụ huynh có điều kiện rất là kết nối rất là chặt chẽ với nhà trường. Nhiều phụ huynh cho biết là họ hiểu chương trình và cách thức giáo viên giảng dạy tốt hơn trước kia thông qua việc là quan sát trực tiếp con em họ học tập, và điều đó ngược lại giúp họ hỗ trợ con tốt hơn ở trong việc đạt được cái mục tiêu học tập mà nhà trường đã đề ra. Vâng, điều này đặt ra câu hỏi cho các nhà trường, đó là trong thời gian tới thì ngay cả khi việc học đã trở lại bình thường thì phải chăng giáo viên cũng cần cung cấp cho phụ huynh các kế hoạch dạy học cụ thể hơn so với thời khóa biểu trước đây để cha mẹ học sinh có thể nắm bắt tiến độ dạy học trên lớp, từ đó hỗ trợ con một cách sát sao và hiệu quả, thay vì chỉ biết một thời khóa biểu chung chung cho cả học kỳ như là trước đây. Sau đây thì các địa phương vẫn tiếp tục áp dụng hình thức dạy học trực tuyến song song với dạy học trên lớp. Vì vậy, những bài học kinh nghiệm này chắc chắn sẽ còn hữu ích với các nhà trường và các giáo viên.